Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ xào rau dương sĩ này nè mọi người, với tỏi và bột mè nha, như bữa cơm bình thường đó mình ăn đó mọi người. Thì mình xào cái này, mình cho dầu mè vô mình xào nha cho nó thơm hơn đó mọi người. Không có thì mọi người dùng dầu bình thường cũng được. Mình cho vô một ít rồi mình cho tỏi gì nhiều vô nữa cho nó thơm ngon nha mọi người. Mình không cần tỏi phi vàng nữa mọi người, mình xào xào sơ sơ qua là mình để rau dương sĩ vô mình xào được rồi. Tỏi nó còn hơi sống sống chín chín ăn nó cũng thơm ngon lắm. Giờ mình cho rau dương sĩ vô. Vì rau này nó đã chín sẵn đâu, người ta phơi khô luộc lên ngâm nước này kia nữa rồi, giờ nó đã chín sẵn mình ăn cũng được, nhưng mà mình chủ yếu mình để gia vị. Giờ mình cho vào đây 3 muỗng nước tương, mọi loại để nấu canh nha mọi người, loại cút canh chăn á nó mặn, còn cái loại bình thường kia ha nó có vị chua chua, mọi người ăn sẽ kỳ lắm, ăn nước chua lét à. Nào và cho một ít bột ngọt vô nữa. Là mình sẽ để cái bột mè vô nha mọi người. Thì nãy để vô á thì cái bột này nó để vô là nó đặc đặc lên vậy đó, làm nó chín rồi mọi người ơi. Để vô là mình cho mình xào qua xào lại là mình lấy xuống ăn được rồi. Giờ mình cho ra dĩa nha. Mình sẽ gắt lên thêm một ít mè nữa. Giờ xong rồi, xin mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha. Thì cái rau này nó cũng hơi có cái hơi dai dai, cũng khó nhai à, mà mọi người hãy nhai kỹ khi ăn nha. Có cọng thì nó mềm, có cọng thì cũng hơi dai dai ấy, nhưng mà nó ăn ngon mọi người, thơm béo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.